Chiều ngày 20 tháng 4, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 từ một số cơ quan đơn vị. Tiếp nhận hơn 300 triệu đồng cùng hiện vật từ Trường Đại học Mở Hà Nội và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ công tác phòng chống COVID-19 qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lên tới trên 900 tỷ đồng. Đây là những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự chung tay của toàn dân cùng với Đảng, Nhà nước, các y bác sĩ, lực lượng công an, quân đội, nơi tuyến đầu Tổ quốc chống dịch. Cùng ngày, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã tiếp nhận ủng hộ bằng tiền, hiện vật trị giá lên tới trên 18 tỷ đồng từ một số cơ quan, công ty và cá nhân khác.